Mà chúng ta biết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, ở trong Phật giáo chính là bộ hiếu kinh. Chúng ta học kinh nha Địa Tạng, tu theo kinh Địa Tạng, tức là chúng ta đang học theo á, hạnh hiếu. Mà hạnh hiếu á, ở trong Phật giáo chúng ta, nhà Phật chúng ta thường nói là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu á, là tâm Phật. Đó. Cho nên là chúng ta đi từ nền tảng, đó chính là hiếu hạnh. Chúng ta thọ trì đọc tụng và tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta không chỉ tu cho cá nhân mà còn đem công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng được trượng thừa công đức, cũng được mười phương chư Phật hộ niệm, cũng được Đại Bồ Tát Địa Tạng Ngài hiện đến để cứu độ cho. Cách đây khoảng độ gần một tháng, có một Phật tử lên điện thoại cho tôi hỏi rằng: Bạch Thầy, con vừa có một giấc mơ, không biết là nên mừng hay là nên lo. Bố của con trước đây còn sống thì không biết gì tới Phật Pháp, vì bố con là cán bộ nhà nước về hưu, cho nên bố con không có tin gì về Phật Pháp. Tất nhiên bố con cũng không bán phá Phật Pháp như những người khác. Bố con vẫn luôn giữ trong trạng thái yên lặng khi mà chúng con đi lên chùa, khi mà mẹ con và chúng con thỉnh kinh Địa Tạng về để đọc tụng ở ban thờ gia tiên. Bố không theo, nhưng cũng không phỉ báng. Bố không tin, nhưng cũng không cấm đoán mẹ con chúng con đến chùa. Hôm vừa rồi thì lúc vừa ăn Tết xong, Phật tử này nói rằng vừa ăn Tết xong thì bố của Phật tử ấy bị tai biến và không nói được nữa, không đứng lên, không đi lại được nữa, nhưng mà vẫn nhận biết được mọi cái qua những lời nói của người thân thì vẫn nhận biết được bằng cách là nháy mắt. Tức là hỏi ông cụ có đồng ý hay không. Bây giờ đồng ý thì gì? Nháy mắt. Không đồng ý thì liếc liếc cái con mắt, có nghĩa là không đồng ý. Thân thể thì không cử động được như những người bệnh nhẹ bình thường nữa. Miệng thì cấm khẩu, không nói được nữa. Ông cụ bị nằm liệt giường liệt chiếu như vậy khoảng độ tầm gần 3 tháng. Vợ con thương quá. Lúc đó mới đem kinh Địa Tạng ra nói với ông rằng: ông ơi, tức là bà vợ nói với chồng là: ông ơi, ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã nói rất rõ ràng về nhân quả, về tội phúc, về con người ta lúc sống ở trên đời làm cái gì thì lúc chết có quỷ thần, có chư Phật Bồ Tát đều biết hết. Vợ nói với chồng rằng: tôi biết rằng ông cả đời cống hiến cho cách mạng, cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc thân yêu này. Ông hy sinh biết bao nhiêu tâm huyết của mình, thậm chí là một phần cơ thể, xương máu của ông bỏ lại chiến trường cho đất nước. Ông hy sinh biết bao nhiêu công sức, tâm huyết của ông cho vợ, cho con, cho họ, cho hàng, bên nội, bên ngoại. Ai ai cũng ghi nhận cái điều đó. Đảng, nhà nước cũng ghi nhận cái điều đó.
và họ hàng bên nội bên ngoại ai ai cũng ghi nhận và cũng tôn trọng ông về cái điều đó. Và vợ con á cũng ghi nhận và tôn trọng ông về những điều đó. Nhưng nay vì cái nhờ vào cái ân nghĩa vợ chồng nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nay gặp được nhau, khi ông còn khỏe, mẹ con chúng tôi cũng giới thiệu ông về Phật Pháp. Ông không tin, ông cũng không bán, ông không theo, ông cũng không cấm. Thì chúng tôi thấy rằng cũng tôn trọng, vì mỗi người đều có một cái quan điểm và cái tư tưởng riêng. Mặc dù là vợ là con, nhưng mẹ con là chúng tôi không dám đi sâu vào cái đời sống riêng tư của ông, vì ông đã hy sinh cho vợ cho con đã quá nhiều rồi, cho nên là chúng tôi không dám. Nhưng bây giờ ông thử nghĩ xem, cả cuộc đời cống hiến vì dân vì nước, cả cuộc đời vì họ vì hàng, cả cuộc đời vì vợ vì con, nhưng cho đến bây giờ gần 3 tháng nay ông nằm đau đớn ở trên giường bệnh, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Quả thật đúng như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng mà mẹ con chúng tôi thường đọc tới hàng ngày. Trước đây muốn đem nói cho ông nghe, nhưng mà vì tôn trọng ông, muốn để cho ông một cái không gian riêng, cho nên mẹ con chúng tôi không dám nói. Nhưng nay ở trong cái hoàn cảnh trước sinh tử biệt ly như thế này, cho nên mẹ con chúng tôi đã bàn nhau, suy đi tính lại đến mấy hôm nay, cho nên mới quyết định là đến nói với ông, giới thiệu với ông cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Đây chính là một cái bộ hiếu kinh được sư phụ của mẹ con chúng tôi là Đại Đức Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, thầy đã cho hội tập lại và đã phát hành, và có không biết bao nhiêu con người từ tầng lớp thượng lưu tri thức, từ tướng tá trong quân đội công an cho đến những người dân thường chân lấm tay bùn chất phác, họ đã tin và đã thỉnh và đã thọ trì đọc tụng và đã học tập tu hành theo bộ kinh này. Có rất nhiều những câu chuyện màu nhiệm ở trong Phật Pháp, đặc biệt những chương trình Phật Pháp nhiệm màu mà chính những tín đồ Phật tử, những người dân được thầy hướng dẫn cho thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy, họ được lợi ích và họ đem kể lại những sự nhiệm màu của Phật Pháp và của bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên chúng tôi, mẹ con chúng tôi nghĩ rằng là ông nếu mà còn thương mẹ con chúng tôi thì xin ông là hãy hoan hỷ nghe hai mẹ con chúng tôi đọc chọn một bộ kinh này cho ông. Nếu mà ông thích nghe thì ông ấy hãy ra hiệu. Cái ra hiệu như này tức là gì? Ông nháy mắt đó. Ra hiệu tức là nháy mắt, đồng ý tức là chỉ có nháy mắt là thế này thôi. Đó. Còn không đồng ý thì liếc liếc cái con ngươi mắt là gì? Là liếc ngang, liếc dọc, liếc sang phải, liếc sang trái á, có nghĩa là gì? Là không đồng ý. Thì sau khi nghe bà vợ nói như vậy thì ông nước mắt ông cứ thế ông tuôn trào ra lã chã. Và ông cứ nhắm mắt lia lịa lại. Nước mắt cứ tuôn trào ra lá chã và ông cứ nhắm mắt ra lia lịa lại. Và khi đó thì bà vợ với đứa con gái đem bộ kinh
Địa Tạng ra để đọc cho ông nghe, nhưng không dám đọc một lúc hết cả một bộ vì nó dài, cho nên đọc chia thành là 6 đoạn, tức là quyển thượng đọc thành 2 đoạn, quyển trung đọc thành 2 đoạn và quyển hạ cũng đọc thành 2 đoạn, tức là sợ ông nghe nhiều, sợ ông nghe mệt, ông ấy người đang ốm đang mệt như thế rồi sợ người ta chán, người ta là khởi cái tâm không tốt, cho nên bà đọc đem quyển kinh Địa Tạng chia thành 6 đoạn để đọc như là đọc sách cho ông ấy nghe. Đọc chậm chậm thôi, đọc vừa phải, chứ không phải như tụng kinh đâu nhé. Đọc kinh, đọc chậm chậm thôi, vừa phải cho ông nghe. Trong một ngày chia thành 6 lần như thế thì đọc hết quyển kinh. Mỗi lần mà bà ấy đọc kinh thì cái nét mặt của ông ấy nhìn nó rạng rỡ ra, nó tươi rói ra. Và khi đọc hết quyển kinh, đọc hết cái bài kinh ấy, thì ông lại nước mắt lại tuôn trào như mưa. Không hiểu là ông nghĩ cái gì, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là gì, họ cảm động. Một cái nhân duyên lành sâu xa từ nhiều đời nhiều kiếp nào đó, cho nên bây giờ ông mới thực sự đến lúc nằm trên giường bệnh chuẩn bị ra đi về thế giới bên kia, một chút duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp bây giờ mới le lói, mới vụt sáng, cho nên mới được nghe kinh. Và lúc đó ông mới thực sự là gì, thấy rằng từng những lời kinh mà Đức Phật đã dạy ở trong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, từng những lời chân lý, những lời dạy về đạo đức, về nhân quả, về lối sống, về cách sống để làm người như thế nào, làm thánh tăng ra làm sao, và làm Bồ Tát thế nào, và tiến tới thành Phật ra sao để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chắc vì cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, lúc đó nó mới bùng phát, nó mới lóe sáng lên, cho nên đọc ông mới hiểu, ông mới hoan hỷ, và ông mới gì, mới thể hiện ra cái nét mặt gì, nó rạng sáng lên. Bình thường ra thì nó xám xịt ra, nhưng mà bây giờ thì nó rạng lên, nó sáng lên. Nhưng khi đọc xong dừng kinh một cái là nước mắt ông cứ thế ông trào, tuôn trào ròng ròng như thế. Và một điều mầu nhiệm đã xảy ra, đứa con gái kể lại với thầy rằng bố con đến buổi chiều nghe hết bộ kinh Địa Tạng thì tự nhiên lại máy môi được, tức là cái môi gì máy được ấy, mấp máy được ấy, mấp máy được. Và đến hôm sau mẹ con chúng con cứ thế thay nhau đọc cho ông ấy nghe đúng 7 ngày, đọc cho bố con nghe đúng 7 ngày, tức là 7 ngày hết 7 bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mỗi ngày đọc một bộ, mỗi bộ chia thành 6 lần. 7 ngày sau đọc hết 7 bộ kinh. Thì hết ngày thứ 7 á, thì tự nhiên là chân tay của ông ấy động đậy cửa, cử động được. Và ông ấy bắt đầu nói thầm được, hạp hài, ông nói được. Tuy nói nó không rõ một một như người thường chúng ta, nhưng mà ông ấy nói, hai mẹ con vẫn nghe và nhận biết được tiếng của ông. Hai mẹ con nhà Phật tử này rất là vui mừng và bắt đầu khuyên ông là gì? Thôi ông niệm Phật, khuyên ông niệm Phật và dạy ông ấy từng câu niệm Phật một, phải đến bao nhiêu giây, mấy chục giây mới niệm được một câu. Khuyên ông niệm câu A thì ông niệm được câu A, khuyên niệm câu gì thì lâu lâu ông mới niệm được một câu gì. Cứ như vậy tuần tự cho đến đà Phật. Và ông niệm Phật được mấy ngày sau,
thì ông đã nhẹ nhàng ra đi, chút hơi thở cuối cùng, không để lại một cái chút gì ở trên vẻ mặt là đau đớn hay là phiền não hay là hối hận cái gì cả. Ông ra đi nhẹ nhàng như vậy. Và một cái điều đặc biệt nữa xảy ra. Sau khi tang gia chôn cất ông cụ ấy xong, ông cụ ấy, một đứa bé ở trong nhà 3-4 tuổi, nói là tuổi mụ thì là 4 tuổi, nhưng tuổi ta thì mới, tuổi Tây thì mới chỉ là 3 tuổi hơn 3 tuổi chút xíu thôi, nếu tính theo tháng thì hơn 3 tuổi. Nhưng đứa bé đã nói rất là sõi rồi. Đứa con nói với thầy rằng: vi diệu lắm thầy ạ. Khi chôn cất ông xong thì tối lại con nằm mơ thấy một vị sư cầm cái gậy tích trượng và đội cái mũ thất Phật như các sư hay lên làm lễ hoa đàn để cúng những cái đàn lễ lớn á, mà chúng con hay thấy á, tức là đội cái mũ thất Phật, mình gọi đội cái mũ thất Phật á, và cầm cái gậy tích trượng đi đến trước trên cái đầu giường của con á, rộng xuống ba cái mà bảo rằng á, ngày mai ta sẽ đến đón bố con đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái giấc mơ, vị này nhìn thấy và nghe thấy một vị tăng đội mũ thất Phật chống gậy tích trượng đến mà bảo như thế. Thì lúc tỉnh dậy nữa, lúc tỉnh dậy vị này thấy là rất là vui, nhưng mà không biết là vị tăng đó là ai, có phải là Bồ Tát Địa Tạng không, hay là ngài Mục Kiền Liên, hay là một vị tăng nào đó. Và đặc biệt là đến sáng hôm sau thì cái cô ấy nói rằng vong linh của ông cụ, ông bố nhà con ấy, nhập vào đứa cháu ở nội ở trong nhà mới có hơn 3 tuổi thôi. Đứa cháu nội về trước đây thì nó chưa biết gì tới Phật Pháp. Nó vừa biết nói sõi thôi, chưa biết gì đến Phật Pháp. Nhưng mà tự nhiên đứa cháu nội đó là cứ thế là chạy lên ở trên ban thờ nhà con và vái lấy vái để. Được một hồi thì tự nhiên nó quay mặt xuống và dùng cái vẻ mặt nghiêm nghị và dặn bảo bố nó rằng, để dặn bảo bố tức là con trai của cái ông cụ mất kia, tức cái đứa trẻ 3 tuổi hơn 3 tuổi ấy, nghiêm sắc mặt là bảo bố nó rằng: từ nay trở đi mày không được đi chơi bời cờ bạc, từ nay trở đi mày phải có trách nhiệm với gia đình, phải biết thương vợ thương con. Bố biết hết những việc mà con làm, nhưng mà thôi nay không truy cứu nữa, cho nên chỉ nói để cho con biết vậy thôi. Từ nay trở đi ráng mà lo tu nhân tích đức, làm việc thiện, làm cái chỗ dựa tinh thần cho vợ cho con, cho gia đình sau này, không có sau này hối hận không kịp. Ấy, đứa trẻ mới 3 tuổi mà nó biết nói những cái lời như thế, cả gia đình là hoảng hồn cả lên, hoảng hốt cả lên. Và nói chung là nói cũng khá nhiều nữa, nhưng mà đến cuối cùng chốt lại thì đứa trẻ ấy quay về mặt bà nội của mình và nói bằng cái giọng này, nói bằng cái giọng không phải là cái kiểu như giọng trẻ con đó. Tất nhiên tiếng trẻ con thì nó là trẻ con, nhưng mà nó không phải giống như giọng của đứa trẻ con bình thường như những ngày trước.
như những hôm trước, nhưng lúc trước đứa trẻ nói rằng cảm ơn hai mẹ con nhà bà. Nhờ có mẹ con nhà bà khai thị cho tôi, đã thông cái lòng cố chấp của tôi. Cho nên lúc cuối đời tôi đã gặp được Phật Pháp, tôi đã phát được cái tâm Bồ Đề để niệm Phật như ở trong kinh nói. Cho nên hôm qua có một vị Bồ Tát đến bảo với tôi rằng hôm nay vào lúc cái giờ ngọ 12 giờ trưa sẽ đến đón tôi về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì vậy mà tôi mượn vào cái thân xác của đứa cháu nội của tôi trước là để gì? Dạy cái thằng con mà trước đây nó làm những việc sai trái, nó tưởng không ai biết, nhưng mà tôi biết hết. Sau nữa là gì? Là để cảm ơn hai mẹ con nhà bà đã khai thị cho tôi biết về Phật Pháp, biết về bộ kinh Địa Tạng, và biết niệm Phật, biết cầu sinh Tây Phương. Rồi còn nói thêm chút nữa, thì lúc đó tôi nghe đến đó thì tôi bảo cái cô Phật tử kia rằng nói thế thầy hiểu rồi, nói tóm lại là cuối cùng là như thế nào. Thế cô Phật tử kia nói rằng bạch thầy, cuối cùng là nói thêm một chút nữa, dạy bảo con cái với cảm ơn mẹ con nhà con đó, thì tự nhiên là cái đứa trẻ trước khi ngã vật ra là hết đó, thì đứa trẻ tức là con của anh trai của con ấy, nó nói rằng thôi mọi người ở lại, thánh tăng đến rồi, tôi theo thánh tăng để đi về Tây Phương đây, hẹn gặp mọi người ở gì, ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nói rồi đứa trẻ ngã vật ra đằng sau, và như vậy đứa trẻ lại trở lại bình thường. Và Phật tử ấy đến hỏi tôi, bạch thầy, như vậy là việc xấu hay việc tốt? Đêm hôm trước con mơ như thế, sáng hôm sau thì con trai của anh con như vậy, không biết đấy là chính pháp hay là tà pháp, không biết đấy có phải là chư Phật Bồ Tát thật không, hay là ma vương yêu tinh quỷ mị nó ám nhập vào cháu con để nó hại gia đình nhà con. Con xin thầy là khai thị, chúng con quả thật là nửa mừng nửa lo. Nếu mà đúng là chư Phật Bồ Tát đến để báo mộng và đến để dùng phương tiện để cho người thân biết, là bố của con cũng dùng phương tiện để cho người thân biết bằng cách là nhập vào cháu nội của mình để báo cho người thân biết, thì đây quả thật là một điều đáng vui mừng. Nhưng còn nếu mà đây là do ma vương yêu tinh quỷ mị nó dựa vào cháu của con, nó nói những cái lời như thế, thì chúng con phải làm gì bây giờ? Tôi nghe hết câu chuyện đó xong rồi tôi bảo rồi, thôi cứ yên tâm, trong kinh Phật Đức Phật đã nói rồi, gieo nhân nào ắt sẽ được quả đó. Hai mẹ con nhà cô gieo nhân thiện thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải thọ quả ác. Còn bố của cô trước khi mất, trước đây còn khỏe thì không tin Phật, thì đấy cũng là cái nhân duyên của họ. Duyên chưa đến thì có thúc nó chín nó cũng không chín. Và đến cuối đời điều quan trọng là ông gì? Khi nằm trên giường bệnh, ông đã phát khởi được cái tín tâm với Phật Pháp, tín tâm với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và tín tâm với pháp môn tịnh độ,
ông đã niệm Phật được, mặc dù không nhiều, nhưng cũng được mấy ngày niệm được câu A-di-đà Phật. Và khuyên ông phát nguyện cầu sinh Tây Phương, ông cũng từng câu từng chữ biết phát nguyện theo. Cho nên tôi tin rằng bằng cái lời dạy của chư Phật Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, bằng những cái kinh nghiệm học Phật và Hoằng Pháp tu đạo của chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng ông cụ nhà cô, tức là bố của cô, gieo nhân thiện ắt sẽ được quả báo tốt. Cho nên hãy cứ yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Còn tất nhiên mình cũng đừng có chấp vào cái điều đó mà cứ đi bô bô kể hết với người này người nọ là bố tôi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, bố tôi thế này nọ thế kia, như thế là cũng không tốt. Mình biết vậy thôi, kể với thầy, nói với thầy để xin cái ý kiến tư vấn của thầy, như thế là tốt rồi. Chứ đừng có đi nói với hết người này với người khác, mà đặc biệt đừng có đi nói với mọi người bố con đã được về Tây Phương, bố con thế này thế nói kia, mà khiến cho những người họ không học đạo, không hiểu gì về Phật Pháp, họ lại đi bán phá, thì lại tội lỗi cho họ. Thôi cô cứ về hoan hỉ, nói với mẹ cô, hai mẹ con và gia đình cứ yên tâm mà tu tập mà làm ăn bình thường. Còn việc của ông cụ đã có chư Phật Bồ Tát lo, mình có lo cũng không được. Cái việc gì cần làm mình đã làm hết rồi. Còn bây giờ từ giờ đến 49 ngày á, điều quan trọng là gia đình là nên chay tịnh để tiếp tục tụng kinh hồi hướng cho ông cụ. Thế là việc đó là việc tốt nhất. Cô ấy bảo là bạch thầy, từ khi bố con biết tới biết nghe kinh thì từ hôm đó là nhà con phát nguyện ăn chay luôn, ăn chay cả nhà luôn. Cho đến hôm nay bố con mất được mấy ngày rồi, nhưng mà nhà con thì vẫn phát nguyện ăn chay trường cả nhà. Mà nhà con, cả nhà con cũng sẽ phát nguyện ăn chay cho trọn đủ 100 ngày, không sát sinh. Và ăn chay trường cả gia đình phát nguyện rồi 100 ngày để hồi hướng cho ông cụ, cho bố nhà con. Thì tôi bảo ừ thế đấy, thì cứ yên tâm. Như vậy thì yên tâm rồi, không phải lo nghĩ gì nữa. Thôi cứ về mà tu tập, mà hướng thiện bình thường như thế. Cho nên chúng ta thấy cái việc lưu thông pháp bảo, cúng dường để ấn tống kinh sách, đem lại cái lợi ích là vô lượng vô biên vậy. Nhờ nghe kinh có 7 ngày, niệm Phật có mấy ngày nữa thôi, trước khi ra đi được nhẹ nhàng, được thư thái. Và điều quan trọng bằng những cái việc mắt thấy tai nghe mà con cái trong gia đình họ chứng kiến và kể lại cho chúng tôi á, chúng tôi cũng không dám khẳng định 100% là trường hợp này được vãng sinh Tây Phương. Nhưng chúng tôi tin rằng những lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển quả thật không sai. Nhân nào thì quả đó. Giống như chúng ta trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, trồng mít, trồng chuối thì được mít, được chuối. Trồng cỏ cụ, cỏ lưỡi hổ, lưỡi ma thì được cỏ cụ, cỏ lưỡi hổ, lưỡi ma. Cho nên đấy chính là nguyên lý, đấy chính là cái nguyên lý vận hành của nhân quả, không sai trái vậy, và không bỏ sót một ai vậy. Vì vậy mà qua đây cũng khuyên các Phật tử chúng ta, ngoài cái việc tu hành cho bản thân, thì cái việc lưu thông pháp bảo, cúng dường để ấn tống kinh sách, đây là một việc làm có thể nói là việc thiện trong thiện. Có thể nói là đây là một cái việc làm gọi là
đại thiện. Trong những việc thiện thì đây chính là một trong những việc thiện lớn nhất vậy. Nếu còn có pháp bảo lưu thông thì còn có chúng sinh được giác ngộ và giải thoát. Nếu một ngày nào đó không còn pháp bảo của Đức Phật ở trên đời thì chúng ta nghĩ xem, chúng sinh u mê mở tối tham sân si thì vẫn hoàn u mê mở tối tham sân si. Đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đạo tràng chúng ta cùng nhau phát nguyện để thành lập cái xưởng ấn tống kinh sách, để đem cúng dường và đem tặng cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử và bà con nhân dân. Đây là một việc làm hoàn toàn là đúng đắn và tốt đẹp đối với cả việc đạo lẫn việc đời. Việc đạo á, tôi cũng đã tham vấn và đã tác bạch tới một vài cụ hòa thượng thượng tọa trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các cụ rất là hoan hỉ và rất là tán thán công đức của thầy trò đạo tràng chúng ta. Các cụ nói rằng làm được việc đó thì tốt vô cùng, vì trước đây nhiều những quyển kinh luật luận ở trong Phật pháp chúng ta lúc đầu in thì rất là tốt, rất là chuẩn, về in với chính bản được cấp phép hẳn hoi cẩn thận. Nhưng những lần sau một số những người họ tham danh chuộc lợi, hoặc thậm chí là một số những người theo tôn giáo khác, họ muốn hủy hoại Phật giáo chúng ta, muốn bôi nhỏ lên Phật giáo chúng ta, cho nên họ cố tình đem họ in và họ đánh lại, đánh máy lại, họ làm đánh sai đi những một số những cái điều, những cái chỗ quan trọng thiết yếu của nhà Phật chúng ta. Dần dần mưa dầm thấm lâu khiến cho lâu ngày chảy tháng, năm này này qua năm khác, vài chục năm này thậm chí đến vài đến hàng trăm năm sau, mọi người đọc thấy những bộ kinh đó họ sẽ hiểu lầm về Phật giáo của chúng ta. Ví dụ như là gì? Như trong quyển Khoa Cúng Tổng Hợp, cái quyển Khoa Cúng Phật có cái câu là gì? Là hữu cầu tất ứng, tức là có cầu thì ắt sẽ có ứng. Có lòng thành khẩn, có cái tâm chân thành cầu Phật thì sẽ được chư Phật gia hộ, tức là hữu cầu tất ứng. Đó, có cầu ắt có ứng. Thành tâm thì ắt sẽ được gì? Ắt sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì gia hộ cho. Nhưng mà này thì đằng này họ không biết cố tình hay là đánh lỗi, nhưng mà đánh lỗi thì đánh lỗi một chữ thôi chứ. Tất cả những cái chỗ thỉnh cầu như vậy họ đều đánh một cái chữ như vậy hết, là hữu cầu bất ứng. Chữ tất ứng nó khác với chữ bất ứng một trời một vực. Giống như mặt trời và mặt trăng, giống như ban ngày và ban đêm, giống như ánh sáng và bóng tối vậy các quý vị. Chữ tất là ắt, là sẽ. Còn chữ bất là không, là chẳng. Hữu cầu tất ứng thì có cầu ắt sẽ thì sẽ được. Còn hữu cầu bất ứng là gì? Có cầu cũng chẳng được. Chúng ta thấy không? Cái thâm ý của những kẻ ngoại đạo muốn hủy diệt Phật giáo của chúng ta bằng chính những văn hóa, bằng chính những gì, những thánh ngôn lượng của Đức Phật của chúng ta. Nhưng chúng ta có mấy người nhận ra đâu. Có một lần chúng tôi ngồi trên xe ô tô đi với mấy anh em ở trong văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Mà thầy chánh văn phòng Ban dẫn Phật tử Trung ương với thầy phó văn phòng Ban dẫn Phật tử Trung ương phụ trách miền Nam, các tỉnh đằng trong,
Thầy ấy cũng có thể nói là một vị pháp sư trẻ mà rất là năng động, rất giỏi Việt Nam của chúng ta. Vì chúng tôi thì làm chánh văn phòng của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, phụ trách các tỉnh phía Bắc. Thầy ấy thì chánh văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, phụ trách các tỉnh phía Nam. Thầy Thích Thiện Xuân và thầy Tuệ Nhật, rồi cả thầy Thượng tọa Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký, Thượng tọa Quảng Tiến. Mấy anh em ngồi trên xe đi với nhau, các thầy mới nói rằng nguy hiểm quá. Ở trong miền Nam có một số những thành phần, những cái phần tử của các tôn giáo khác, họ bỏ tiền ra để đi in kinh Phật và đem bán rẻ cho các cửa hàng sách, thậm chí là họ còn đem gần như là gì, là gần như là đem tặng các cửa hàng sách để các cửa hàng sách bán những kinh sách này đến với tăng ni Phật tử của chúng ta. Nhìn ở trên bề nổi thì như là họ tốt, đang đem để hoằng pháp, đang đem trở truyền giáo pháp của Đức Phật đến với đông đảo mọi người. Nhưng thực tế trong những bộ kinh ấy, trong những quyển luận ấy, trong những bộ luật đấy, được các vị ở các tôn giáo ấy, họ in, họ cố tình đánh sai chính tả, và cố tình đánh sai một số những cái chỗ quan trọng ở trong kinh Phật của chúng ta, và họ đem họ bán rẻ, thậm chí là họ cho tặng các hiệu sách để các hiệu sách đem bán cho gì, cho tăng ni Phật tử lưu thông ở ngoài xã hội, đến với các gia đình, đến với các tủ kinh ở các chùa, đến với các tủ kinh của các tín đồ Phật tử của chúng ta. Chúng ta thấy đây là một cái mưu đồ rất là nham hiểm của một số các phần tử tôn giáo bạn. Thôi cho dù họ có xấu có ác như thế, nhưng chúng ta cũng không thù hằn với họ, mà chúng ta cái thôi cứ dành cho họ một cái câu nói thật là thân thương, đó là gì? Là tôn giáo bạn. Nhưng chúng ta thấy đấy, mà đặc biệt là chúng ta thấy ở ngoài miền Bắc chúng ta cũng thế. Chúng ta bây giờ cầm những quyển kinh, ví dụ kinh Chú Thường Tụng này, quyển kinh Nhật Tụng này, rồi kinh Dược Sư này, kinh Địa Tạng này, kinh Lương Hoàng Sám, kinh Thủy Sám, vân vân, mà là những bộ kinh mà những tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta rất hay thích đọc và rất thường xuyên đọc. Nhưng cũng sai nhiều lắm. Một lần tôi đem cả cái quyển kinh Chú Thường Tụng được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái nhóm phiên dịch của chư tôn Túc ở trong Trung ương Giáo hội dịch ra, nhưng đánh tụng tôi thấy nó sai nhiều quá. Tôi đem cả quyển kinh lên đó, tôi bạch với một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó nói với tôi rằng cái bản này tôi thỉnh ở đâu. Tôi bảo bạch hòa thượng là con thỉnh ở ngoài hiệu sách, ở ngay trước cửa chùa Quán Sứ. Thế hòa thượng đi vào phòng lấy ra một cái quyển sách mà được in hơn 10 năm trước đưa cho tôi và nói rằng đây mới là chính bản của gì, của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành. Còn cái bản mà thầy đang có thì chắc chắn không phải là chính bản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành. Cái thứ nhất, nhìn cái bìa sách nó thiết kế thì cũng không được bắt mắt như cái quyển chính bản ngày xưa. Cái thứ hai là họ đánh sai chính tả, và có một số là sai cả cái ý nghĩa ở trong kinh. Vì vậy vị hòa thượng đó nói với tôi rằng đây chắc chắn không phải là cái bản kinh mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin cấp giấy phép xuất bản trước đây. Chúng ta thấy
Và quả thật tôi đem đối chiếu lại thì thấy đúng thật. Cái bản mà ngày xưa được ban tôn giáo, được nhà xuất bản là tôn giáo họ cấp phép cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xuất bản cái bộ kinh chú thường tụng, không sai một chữ nào. Thì tại sao bây giờ lại sai nhiều thế? Chúng ta cũng không biết lý do làm sao. Nhưng mà chúng tôi cũng nói với các quý vị những cái điều đó để chia sẻ với các quý vị mới thấy rằng quả thật là ở trong cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển này, công nghệ in ấn phát hành phát triển này, con người chúng ta đối mặt với giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái tốt, nó cũng giống như trở bàn tay này vậy. Chính vì vậy cho nên tôi mới có cái ý tưởng. Tất nhiên ý tưởng cũng cách đây khoảng 2 năm rồi. Nhưng ý tưởng lúc đầu là nó cũng không gì, nó không cũng không lớn lao như bây giờ đâu. Ý tưởng cũng chỉ nghĩ là mua được cái máy in nho nhỏ, xong rồi in kinh phục vụ cho chùa nhà mình để đem mà phát cho các Phật tử đem cúng dường, thì chư tăng ai đến chùa xin để thỉnh thì biếu thì tặng, thì cúng dường thì cho thôi, nghĩ thế thôi. Nhưng mà sau này tiếp xúc và nghiên cứu làm việc mới thấy rằng thực sự nếu giáo hội chúng ta mà có một cái xưởng in, có một cái chỗ in ấn mà sau này mà làm bài bản chuyên nghiệp được ấy, thì giáo hội chúng ta không phải lo gì đến cái vấn đề mà kinh sách họ in ấn tràn lan và làm sai với, sai rất xa với những cái bản chính của bản gốc mà được các nhà xuất bản cấp phép, mà được chư tôn Đức Tăng Ni đã phiên dịch và đã hiệu đính, đã thẩm định kỹ càng vậy. Và cái việc này chúng tôi cũng có tham vấn một vài cụ cố vấn của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, mà thậm chí tham vấn cả một số các bác lãnh đạo đương chức đương quyền ở một số ban bộ ngành ở Trung ương có cái trách nhiệm để quản lý tôn giáo và cái ngành in ấn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thì mọi người đều tán dương và tán đồng cái ý kiến của chúng tôi và nói rằng đó là việc tốt. Chỉ cần mình làm đúng pháp luật, chấp hành và làm đúng các quy trình thủ tục của pháp luật, những điều gì pháp luật cho phép, thì mọi công dân, kể cả gì các chức sắc tôn giáo, cũng đều có thể được làm theo quy định pháp luật cho phép và quy định của giáo luật các tôn giáo thì cho phép. Như vậy là được cả các cụ ở trong giáo hội cũng như là ở ngoài những các cấp lãnh đạo ở xã hội họ cũng đồng tình và ủng hộ. Và quả thực nếu làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng quả thực nó là tốt đẹp cho Phật giáo nói riêng và cho xã hội, cho đất nước chúng ta nói chung. Cho nên cái việc mà đạo tràng chúng ta phát nguyện thành lập cái xưởng in kinh để in ấn kinh sách được nhiều hơn, được tốt hơn, được chuẩn hơn, để đưa đến tay cúng dường chư tôn Đức Tăng Ni và đem gieo duyên cho các tín đồ Phật tử, thì đây quả là một việc làm cực kỳ là đúng đắn vậy. Lưu thông pháp bảo công đức vô lượng. Giống như câu chuyện lúc nãy tôi kể, một Phật tử đến nói với chúng tôi đấy, nhờ nghe kinh Địa Tạng mà được thoát khổ. Rồi còn rất nhiều những câu chuyện do được nghe kinh, gặp được kinh Phật trong lúc họ đau khổ, họ gặp được kinh Phật, họ thọ trì đọc tụng mà họ thoát khổ.
giải quyết được rất nhiều những cái câu chuyện đó, mâu mắc ở trong gia đình của họ, trong tâm khảm của họ, trong cuộc sống đời thường của họ. Cho nên có bạn bè đồng tu hỏi tôi rằng, tức là các quý thầy cùng học với tôi, có một số thầy hỏi tôi rằng, ông có cái bùa chú gì mà các Phật tử mọi người cứ đến với ông đông thế? Tôi cười tôi bảo, theo thầy nghĩ xem con có cái bùa chú gì không. Thế mấy thầy trêu trêu bảo là cũng chưa biết. Ông là xuất phát từ người dân tộc, biết đâu ông là có cái câu chú nào đó của người dân tộc, ông cứ úm ba la để cho người ta đến với ông. Thế tôi mới cười tôi bảo rằng, theo thầy là người học Phật, Đức Phật có dạy cái câu chú nào để cho tăng ni Phật tử chúng ta úm ba la để cho mọi người tìm đến với mình đông được không? Các thầy bảo thôi trêu vậy thôi, ai cũng biết mà. Người học Phật chúng ta ai cũng biết, do cái nhân duyên, do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp chứa góp mà thành, chứ không phải là một đời một kiếp mà thành. Trên cuộc đời này chắc chắn rằng có rất nhiều người giỏi giang hơn thầy, tâm huyết hơn thầy, nhiệt huyết hơn thầy, nhưng đâu có phải ai cũng được các Phật tử quý mến, cung kính và tin theo như thầy đâu. Thì tôi cười tôi bảo là cũng không dám. Cái này là tất cả nó là nhân duyên, người đến người đi, người tin và người không tin, nó cũng là cái nhân duyên. Chúng con nó chỉ biết là y giáo phụng hành, y kinh, y luật, y Phật sở chế để bảo ban sách thiến khuyến hóa, động viên cho mọi người cùng bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cùng ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường mà thôi. Chứ chúng con cũng có cái gì cao sâu đâu, cũng chẳng có cái gì là mầu nhiệm, mà cũng chẳng có cái gì là bí mật để mà giấu giếm mọi người cả. Cái gì cũng phơi bày ra hết rồi, chẳng có cái gì là giấu nữa cả. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp, nếu chúng ta luôn hướng đến cái thiện, nghĩ đến cho đại chúng, nghĩ đến cho mọi người, thì tự nhiên chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia hộ cho chúng ta thôi, cũng sẽ hộ niệm cho chúng ta thôi, Thiên Long Bát Bộ cũng sẽ hộ trì cho chúng ta thôi. Đó. Hôm nay có một Phật tử nhắn tin gọi điện cho thầy bảo, bạch thầy, con từ khi tụng kinh Địa Tạng tới nay, thực sự là con cảm thấy là chư Phật Bồ Tát gia trì cho con và gia đình, gia trì cho nhà con rất nhiều. Con làm ăn cái gì cũng gặp, đầu tư cái gì cũng thấy được, làm ăn cái gì cũng thấy tốt. Gia đình thì chồng con, ông bà, bố mẹ, bên nội, bên ngoại, mọi người đều tốt, đều khỏe, đều hoan hỷ cả. Cho nên chúng con vui lắm. Thầy cũng động viên bảo, ừ thì thôi, đấy là gì? Đấy là cái sự mầu nhiệm, phương tiện của chư Phật Bồ Tát. Các ngài gia trì để sách tiến, để khuyến hóa, để dẫn dụ cho chúng sinh biết về nhân quả, biết về việc bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện thì sẽ được quả báo tốt, được phúc thiện lành, vân vân. Cho nên cố gắng để mà tu. Phật tử bảo vâng, chúng con vẫn tu mà. Không chỉ chúng con vẫn tu mà chúng con còn thường khuyến khích cho rất nhiều người tu nữa. Mà thậm chí chúng con gì? Còn bảo nhau để phóng sinh, tu phúc, để bố thí, để cúng dường, để làm tất tần tật những việc gì chúng con có thể làm được nữa. Thật là hoan hỷ khi có những Phật tử hiểu sâu về nhân quả, tin sâu về Phật Pháp và biết buông xả và biết làm việc thiện như thế.
Quả thật tôi thấy là cũng đúng như vậy. Không chỉ Phật tử kể với tôi đâu, mà kể cả chúng tôi cũng vậy. Tôi cũng kể nhiều lần với các quý vị rồi. Cái lúc mà mình khó khăn nhất thì tôi thì chẳng dám cầu gì cho mình đâu. Cái lúc khó khăn nhất thì tự nhiên thì Phật tử họ lại đến họ giúp đỡ. Trước đây cũng thế. Có những lúc là đến tháng rồi á, tiền công thợ trong chùa chả có đồng nào, vì tôi có giữ tiền bao giờ đâu. Tôi phát nguyện không có giữ tiền. Đến với Phật bằng hai bàn tay trắng, ra đi lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Tiền Phật tử cúng dường đều đem làm là Phật sự hết, chẳng có giữ cho mình cái gì riêng tư, lo về sau cả. Nếu chúng ta lo về sau như vậy làm trái với lời Phật rồi. Làm sao mà có thể khuyến hóa tín đồ Phật tử làm việc thiện được, buông xả được, tu tâm chính đạo được nữa. Cho nên ý thức được điều đó, vì vậy mà chúng tôi thì cũng không có tham, không có giữ cái gì cho mình. Có tham thì tham làm việc thiện, làm việc tốt, đem lại lấy cho nhân sinh, cho xã hội, cho nhân loại càng nhiều càng tốt mà thôi. Đấy cũng là lòng tham. Nhưng hôm qua chúng tôi nói rồi, tham cái đó là gì? Chư Phật Bồ Tát nói tham cái đó gọi là dục như ý túc. Ở trong 37 phẩm trợ đạo, trong pháp tứ niệm xứ thì tứ chính cần, tứ như ý túc á, thì trong pháp tứ như ý túc á, thì có pháp gọi là dục như ý túc. Thì cái việc đó thì tham làm việc tốt, thì cái việc đó thì rất là tốt, rất tốt. Tất nhiên đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải buông xả hết, kể cả cái việc tốt đó cũng phải buông xả. Chứ nếu nắm vào thì chúng ta có khi đi lạc vào con đường gì phúc báo hay nhân thiên thì lại là nguy hiểm. Cho nên lúc nào cần buông thì phải buông được, cũng không nên gì nên chấp vào nó. Để mà tham quá thì có khi tham làm chùa, đến khi nhắm mắt xuôi tay không xả được cái việc làm chùa đó thì trở thành con sâu ở trong cây mía, như vị hòa thượng được kể ở trong câu chuyện của bộ sách Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta vậy. Đấy, nhiều những khi trong chùa thậm chí chả còn đồng nào, mà có khi chiều nay hoặc ngày mai rồi người thì hỏi xin tiền xi măng, người thì hỏi ứng tiền sắt, người thì bảo là xin tiền công thợ, người thì nhắn tin bảo tiền điện đến tháng rồi, vân 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 vân. Các vị biết mà, làm nhiều thì đương nhiên là phải chi lắm thôi. Đấy, trong cái lúc mà có khi mình chả nghĩ gì tới đâu, tự nhiên lại có người tò lại chuyển tiền đến, hoặc là có người lại mang tiền đến để cúng dường, hoặc là để giúp đỡ ủng hộ vân vân. Trưa nay bà là đang cần một cái khoản tiền để chuyển đặt cho cái máy in để chuyển tiếp cho người ta. Người ta hẹn, mình hẹn người ta rồi, nhưng mà vì đại dịch Covid không tổ chức pháp hội được, các Phật tử cũng không tới chùa để lễ Phật được. Cho nên có người họ muốn cúng dường thì cũng không thể cúng được, có người muốn gieo duyên cũng không thể cúng được. Không phải ai cũng có biết ra ngân hàng, hay là ai cũng có tài khoản để chuyển tài khoản qua ngân hàng. Mà bây giờ Covid thậm chí nhiều vị mà không biết chuyển thẳng á, chuyển bằng cái gì bay kinh hay cái gì kinh đấy tôi chả rõ lắm nữa. Đã. Nếu mà họ không biết chuyển tiền thẳng á qua cái hệ thống chuyển trực tuyến ở trên điện thoại như thế thì họ phải đi ra ngân hàng, mà ra ngân hàng bây giờ chỗ đông người cũng rất nguy hiểm vì đang đại dịch. Cho nên thực sự là khó khăn, chồng chất khó khăn. Hẹn với người ta là người ta đến, người ta ký hợp đồng với mình, người ta gửi cái bản hợp đồng đến cho mình rồi. Mà mình chưa
có tiền để chuyển cho người ta, lại phải mượn một cái khoản tiền khác để cái khoản tiền để dự định và làm một cái việc khác để lấp vào đấy. Thế bí quá, nhắn tin hỏi một Phật tử rằng con không cho thầy mượn tạm. Phật tử bảo thầy ơi, dạo này Covid con cũng bí quá. Thì bảo ừ thì thôi, thế bí thì thôi. Thế chiều nay lại nghe sư cô ở trên chùa, sư cô chỉ khách ở trên chùa bảo thầy ơi, có tiền rồi, người ta đến người ta cúng dường có tiền rồi, thầy có lấy tiền để chuyển cho người ta không? Thầy bảo có, được, có thì chuyển cho thầy. Đấy, nó có kiểu kiểu như thế. Mình không cầu, nhưng mà chư Phật Bồ Tát thì các ngài tự sắp xếp cho mình. Tất nhiên mình muốn được cái điều đó thì mình cũng phải gì, cũng phải gieo cái nhân tu vạn hạnh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thậm chí là vô lượng kiếp rồi. Mà điều đặc biệt, điều quan trọng là mình không được gì, không được tham cho bản thân. Mình làm cái gì cũng vì Phật Pháp, vì trên thì báo Phật ân đức, dưới thì vì chúng sinh, vì đại chúng, vì mọi người, thì chư Phật Bồ Tát mới gia trì cho. Chứ còn mình có kêu gọi, có cầu khẩn, có khấn nguyện như thế nào đi chăng nữa, mà mình vì cái bản ngã thì chắc chắn là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng không bao giờ gia trì cho những việc như thế. Đấy, qua đấy chúng tôi cũng nói với các Phật tử rằng chúng ta cứ thành tâm làm các việc thiện, cứ thành tâm để tu tập theo chính pháp của Đức Phật thì sẽ được chư Phật hộ niệm mà thôi. Kể cả những việc làm ăn của chúng ta trong cuộc sống đời thường, nhiều Phật tử họ tụng kinh, họ phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, họ càng làm việc thiện nhiều, càng phóng sinh, càng chăm tụng kinh thì họ lại càng gặp may mắn trong cuộc sống. Có Phật tử cách đây vừa mấy hôm điện cho một Phật tử thân tín của nhà mình, của chùa nhà mình, nói rằng đấy, chẳng mong cầu cái gì cả, không mong cầu cái gì cả, giờ chỉ mong cầu được khỏe mạnh để nhất tâm tụng kinh, để được về Tây Phương thôi. Tiền bạc chẳng mong cầu cái gì nữa cả, thôi làm cho nó vui thôi. Ấy, họ không mong cầu, nhưng mà tự nhiên là tiền là cứ chảy vào nhà họ như nước vậy. Đó thế, nghe khoe như thế. Nghe khoe là đấy, tức là mới mua cái mảnh đất mấy tỷ, 3-4 tỷ, mà mới được có mấy tháng, 3-4 tháng rồi, hôm rồi đất cát nó lên đó, người ta cứ đến, người ta nặng nặng, người ta đòi mua bán đi được gấp đôi, được lãi gấp đôi. Thế là chẳng mong cầu mà tự nhiên nó được. Cho nên ở trong cuộc sống chúng ta học Phật thì đừng có bo keo kiệt, mà phải biết xả tâm, phải biết dùng cái tâm xả để mà cúng dường, để mà bố thí, để mà phóng sinh, để mà làm các việc thiện nữa. Càng bo thì càng khổ các quý vị. Các cụ ngày xưa nói là, nói rồi, các cụ ngày xưa có câu nói cho cái việc đó là cái gì nhỉ? Nói là cái gì đấy? Tự nhiên đang ở lâu lâu rồi quên cái câu nói đấy. Đại ý là muốn nói là anh càng keo kiệt bủn xỉn thì anh lại càng gì ạ, càng khó khăn, càng bần cùng, càng khổ sở hơn. À đây, đúng rồi, nhớ rồi, các cụ nói là gì? Sởi lởi rời cởi rời cho, co ro lời trời cho thì trời lấy lại. Đấy, cái câu ngày xưa chúng tôi nhớ là cái câu này nghe từ khi còn bé bé, lúc chưa xuất gia đã nghe gì, nghe các cụ cao tuổi các cụ hay nói rồi. Sởi lởi rời cởi rời cho, co ro trời cho trời lại lấy lại. Đấy,
Đấy, đấy, nhớ rồi. Đấy, câu nói đấy chuẩn đấy. Câu nói chuẩn đấy các quý vị. Tôi nghe đến hơn 30 năm nay rồi, bây giờ tự nhiên cần đến thì vẫn nhớ lại được. May mắn là trí tuệ cũng chưa theo cái tuổi mà nó già đi nhiều, đúng không? Đấy. Trở lại bài, chúng ta thấy là gì? Thấy là cái nguyện, đại nguyện thứ 23 này, Đức Phật A-di-đà khi chưa thành Phật, Ngài đã phát nguyện là nếu có các vị Bồ Tát ở khắp các cõi, ở mười phương thế giới, mà phát nguyện sinh về thế giới Ngài, được sinh về rồi mà không nương nhờ cái thần thông công đức của Đức Phật đó, mà đi khắp mười phương cõi trong khoảng một thời gian ngắn, chỉ ngắn bằng một bữa ăn thôi á, nếu chẳng phân thân vô số biến khắp mười phương, đi đến trăm nghìn muôn đức hằng hà xa cõi Phật á, để cúng dường các đức Phật á, thì Ngài thề không thành chính giác. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên vì sao mà chư vị Bồ Tát, chư thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, vẫn còn phải đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương. Đó. Nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, hay là muốn sắp sửa muốn được trở thành đệ tử của Đức Phật, hoặc là muốn không thành đệ tử của Đức Phật nhưng muốn học theo Phật, muốn tu theo Phật, muốn vào ngôi nhà của Đức Phật mà không y giáo phụng hành, không nương vào lời Phật dạy để tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, chăm làm việc thiện, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người đệ tử của Đức Phật được, không bao giờ vào được ngôi nhà của Đức Như Lai được, không bao giờ được tự do tự tại, được hưởng những cái pháp lạc vô lượng vô biên của Đức Như Lai được. Đó. Cho nên chốt lại cái bài giảng này, chốt lại cái đại nguyện này, thì khuyên tăng ni Phật tử chúng ta hãy noi theo lời Phật dạy để tu tập, biết cung kính, kính trên nhường dưới, biết xả bỏ lòng tham, biết buông đi những của cải tài vật để phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, gieo cái nhân lành cho nhiều đời, nhiều kiếp về sau chúng ta sẽ được thọ hưởng. Vậy kiếp này cũng được thọ hưởng rồi, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp về sau tiếp tục sẽ được thọ hưởng nữa, thậm chí là đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau chúng ta luôn luôn được thọ hưởng, không bao giờ mất nữa. Cho nên muốn được như thế thì chúng ta hãy noi theo các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để mà đi cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, chăm làm việc thiện. Đấy, chúng ta thấy đó, chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc còn phải đi cúng dường, phải đi làm việc thiện, huống chi là phàm phu tục tử chúng ta, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nếu không biết tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện trong đời này thì không biết bao giờ cho chúng ta thì có cơ hội để được làm điều đó nữa. Có rất nhiều bạn bè, anh em huynh đệ đồng học với chúng tôi và một số Phật tử thân tín cũng nói với tôi rằng tại sao thầy cứ vất vả như thế, thầy cứ phải lao tâm khổ tứ như thế, thầy cứ phải đi xây dựng hết chùa này đến chùa nọ như thế, thầy có ở được hết đâu, thầy có giỏi đến đâu thầy cũng không thể ở được hết những ngôi chùa mà thầy xây ra, thầy cứ phải lao tâm khổ tứ để làm cái gì. Tôi chỉ cười và không nói cái gì, cứ gọi là nhấn nhá vài câu, nói ừ thì thôi thì bây giờ còn trẻ còn khỏe thì làm được cái gì cho xã hội, làm được cái gì cho Phật Pháp,
làm được gì cái gì cho đất nước á, thì thôi cố gắng mà cống hiến. Thế còn á, chăm tu vạn hạnh, chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền á, là cái việc ở bên trong. Nhưng còn xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống, kinh sách là cái việc gieo duyên, tu nhân tích đức bên ngoài. Từ xưa đến nay chư Phật Bồ Tát muốn thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề của mình thì cả tu tâm bên trong với tích đức bên ngoài cũng phải đều viên mãn vậy. Cho nên các Đức Phật mới gọi là bậc gì? Phúc trí nhị nghiêm là như thế. Phúc tức là phúc đức, trí tức là trí tuệ. Tu phúc và tu tuệ đều phải gì? Viên mãn, đều phải thành tựu thì mới được thành Phật vậy. Chứ còn khuyết thiếu thì chưa được. Cho nên chư Bồ Tát khắp mười phương thì hiện ra ở các cõi uế độ cũng chỉ đều vì gì? Lao tâm khổ tứ để độ chúng sinh. Tuy lao tâm khổ tứ nhưng mà các ngài đâu có phiền não, đâu có đau khổ, đâu có chấp trước vào nó đâu. Làm mà như không làm, đó mới gọi là làm. Làm tất cả các việc thiện mà không chấp vào những việc thiện mình làm đó, đó mới gọi là những người làm việc thiện chân chính. Đấy, cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tỏ ngộ được cái điều đó, thâm nhập được vào điều đó để mà hoan hỷ, để mà tu làm sao cho nó đúng pháp. Chúng ta nhớ đến chư Phật Bồ Tát các ngài nhiều đời nhiều kiếp xả bỏ thân mạng vì cứu độ một chúng sinh, các ngài còn dám hy sinh cơ mà. Chúng ta nay làm được một chút xíu đã ăn thua cái gì đâu. Kêu gọi các Phật tử xây được mấy ngôi chùa chưa là cái gì cả. Thư Vân Lão Hòa Thượng xây dựng khôi phục mấy trăm ngôi chùa nữa cơ. Ta mới được có mấy ngôi chùa đã ăn thua gì. Đã. Tất nhiên thì trong cái lúc thế giới và đất nước chúng ta đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid này, các Phật tử chúng ta cũng rất khó khăn, cho nên thì cũng giảm bớt đi.